Xin chào các bạn nhỏ của trường mầm non Đông Sim. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Dinh, giáo viên của lớp AK1, trường mầm non Đông Sim Kindergarten, cơ sở 3 Thanh Hà. Hôm nay cô Dinh sẽ hướng dẫn chúng mình cách làm một bức tranh, một vườn hoa thật là đẹp để trang trí thêm trong ngôi nhà của chúng mình nhé. Đầu tiên, cô Dinh sẽ cần một tờ giấy trắng này, những chiếc bóng mút này, và đây là vật liệu rất là dễ tìm trong gia đình của chúng mình đúng không nào? Sử dụng những chiếc ống mút cắt thành những cánh hoa thật là xinh. Chúng mình hãy cầm kéo bằng tay phải nhé, và tay trái chúng mình hãy cầm những chiếc ống mút này. Ở phần này thì rất cần chúng mình cần phải tập trung chú ý, và cũng rất là khó. Chúng mình có thể nhờ bố mẹ chúng mình làm giúp cho chúng mình phần này nhé. Cô sẽ cắt thành những cánh hoa nhỏ, và chúng mình hãy tập trung, nếu không thì chúng mình sẽ cắt vào tay. Chiếc ống mút này chấm vào màu, chúng mình nhớ nhé, cái đầu ống mút bên đầu ống mút chúng mình đã cắt thành những cánh hoa và chúng mình chấm vào màu. Sau đó chúng mình sẽ chấm lên trên tờ giấy, chúng mình hãy xoay nhẹ chiếc ống mút để bông hoa của chúng mình thật là nhiều cánh hơn. Giờ cô Dinh lại thích một bông hoa màu cam, cô sẽ lấy chiếc ống mút khác và chấm vào màu cam. Sau đó cô Dinh lại chấm lên tờ giấy. Chấm được những bông hoa thật là rực rỡ, và cô Dinh sẽ sử dụng những chiếc lá mà chúng mình vừa chuẩn bị này. Cô sẽ chấm một mặt xuống sẽ chấm một mặt xuống màu xanh mà cô vừa pha. Chúng mình hãy sử dụng ngón tay trỏ của bàn tay trái và ấn nhẹ chiếc lá xuống màu nước, sao cho màu nước bám thật đều vào mặt kia của chiếc lá. Mình nhấc nhẹ lên, cẩn thận nếu không thì màu nước sẽ gây ẩn ra quần áo chúng mình nhé. Mình đặt nhẹ xuống bức tranh này, sau đó dùng tay ấn nhẹ chiếc lá xuống và chúng mình cũng nhẹ nhàng lên. Như thế mình sẽ lá. Xin chào các bạn và hẹn các bạn trong những video tiếp theo của cô Dinh nhé.